Tập 19. Mây mù tan đi, ánh trăng chiếu người thương. Đoàn đoàn viên viên vui sum vầy. Cái thằng nhóc nhà cậu, bao nhiêu năm vẫn chưa lục nghề, hát rõ là khó nghe. Được rồi, tôi chỉ hát bừa thôi. Nào nào nào. Trời ạ. Người anh em, cậu nói xem, bác lộ quân này đấu với người Nhật như vậy, khác nào rước họa vào thân cơ chứ. Ý anh là chỉ cần người Nhật có chỗ đứng vững chắc sẽ quay sang báo thù bác lộ quân đúng không? Tôi không quản được sống chết của người khác. Cậu nói xem, nếu như tôi không cho bọn họ viên đạn này, người Nhật sẽ đi đâu tiếp theo đây? Qua sông Bạch Mã, đi về hướng trấn Thanh Khê. Không lẽ bọn họ có thể qua đây? Không thể nào. Anh thử nghĩ đi. Người Nhật vẫn đang hợp tác với chúng ta mà. Tôi nghĩ nhất định là bọn họ sẽ qua sông Bạch Mã. Muốn ra sao cũng được. Truyền lệnh của tôi, nghiêm cấm để vật tư chiến tranh tuồn ra ngoài. Kẻ nào dám tự ý giao dịch với bác lộ quân đều sẽ bị xử tử. Anh, chuyện này, này nọ cái gì, cái này gọi là thừa nước đục thả câu. Tôi chỉ lo thôi. Lo chuyện gì? Môi hở răng lạnh. Cậu yên tâm, tôi tự biết cân nhắc. Lùi xuống trước đi. Nhị phu nhân, em nghe thấy cả rồi à? Phải. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Có một sơ hở mà anh không chú ý. Sơ hở ư? Sơ hở gì thế? Tiểu thư là người nói lời giữ lời. Chuyện quấy muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Phụ nữ các em chỉ cần lo tốt chuyện của mình là được. Xen vào chuyện người khác làm gì chứ? Đúng là em không hiểu gì thật. Nhưng mà em biết, có những chuyện mình cần phải làm. Anh đừng để bụng, xem như em nhiều lời đi. Ý em là có sơ hở. Phải. Vậy phải lấp sơ hở này như thế nào đây? Cuối cùng hai người cũng về rồi. Đã lấy được chưa? Rồi. Bao nhiêu viên? Có 3 viên thôi sao? Phải. Tứ Nhi, cô đi cũng không được gì sao? Mai mà tôi đi đấy. Để anh ấy đi, khéo còn chẳng có viên nào đâu. Tôi mà đi khéo nửa viên cũng không có. Toàn là cô ấy lấy thôi. Em đấy,
lại dám đưa đạn cho Bát Lộ Quân. Em quên mất chủ của mình, họ gì luôn rồi phải không? Em đúng là cực phẩm nô tài, 1000 năm cũng không gặp được một người đâu. Em vốn là nô tài mà, sao có thể phản bội chủ được chứ? Em còn dám cãi nữa sao? Thiếu gia, thiếu gia, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, dù gì chết trong tay anh em cũng không hối tiếc. Anh, là lỗi của em, là lỗi của em. Phải, em thì lợi hại rồi, cũng chỉ có em mới làm tôi không nổi giận được thôi. Em là độc nhất. Thiếu gia, anh nói xem, chuyện cũng đã như vậy rồi, anh có trách nhị phu nhân, cũng có ích gì đâu chứ. Vậy phải làm sao mới được đây? Mất bò mới lo làm chuồng, mất bò mới lo làm chuồng. Câu thành ngữ này gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Được, vậy Du biết thuốc, cậu nói đi, phải làm chuồng thế nào đây? Thiếu gia, không phải anh ta chỉ lấy được 3 viên đạn của chúng ta sao? 3 viên đạn ư? 3 viên đạn là đủ rồi. Đó là đạn xuyên thép đấy. Anh yên tâm, anh ta không dùng được đâu. Không dùng được ư? Người Nhật căn bản sẽ không để anh ta lại gần. Báo cáo, xe lửa đã xuất phát, chắc là khoảng 5 giờ sáng sẽ đi qua cầu số 3. Tôi biết rồi. Tại sao chúng ta lại phòng bị ở đây vậy chứ? Sao anh biết là Bát Lộ Quân sẽ tấn công xe lửa đây? Chúng ta phải đứng ở góc độ của đối phương để tư duy. Nếu tôi là Bát Lộ Quân, tôi sẽ tận dụng xe bồn để phá hủy tuyến bộ cấp của chúng ta, cầu số 3. Xin trung tá yên tâm, chúng tôi đã cho tăng cường bố trí rồi, không có bất cứ sơ hở nào hết. Bọn họ sẽ không lại đánh được tới 200 mét đâu. Đây không phải là điều tôi đang lo lắng, mà là tặc cửu. Lần này không biết anh ta sẽ dùng cách gì để đến trước mặt tôi đây. Nói cho bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Tặc cửu, anh nhất định phải xuất hiện đấy. Đại đội trưởng, kế hoạch của người Nhật có sự thay đổi. Tới khi trời sáng xe bồn mới tới. Trời ạ, sao thay đổi nữa rồi? Trời sáng thì khó lắm. Ôi trời, đại đội trưởng, chỉ đạo viên, bắn được xe bồn lần này công lớn lắm đấy. Phê chuẩn đặc biệt chắc là không vấn đề gì đâu. Phê chuẩn không vấn đề gì, lấy vợ chắc cũng không vấn đề gì chứ. Chắc là không vấn đề gì. Nhìn về bà nhìn, trời sắp sáng rồi, mau nghĩ cách đi. Vợ thì không đợi được rồi. Tôi thấy chỉ đạo viên, đại đội trưởng, các anh không bắn hạ xe bồn này được đâu. Nhất định phải để tôi, chỉ có thể dựa vào tôi được thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Đại đội trưởng, không phải tôi chỉ chém gió thế thôi. Anh làm gì mà nghiêm túc thế? Đồng chí Trương Tam, lâu nay tôi vẫn luôn rất nghiêm túc chịu trách nhiệm với cậu mà. Nakata, Okazaki, Hane, xin hãy phù hộ cho anh, bảo vệ được cầu số 3, giết được tặc cửu.
Các sĩ binh đều chuẩn bị rất tốt. Phòng vệ rất nghiêm ngặt. Tin rằng nhiệm vụ lần này sẽ không thất bại đâu. Chú ý quan sát. Rõ. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Xông lên. Bọn họ bắt đầu tấn công rồi. Quả lực cũng bình thường. Chắc là chỉ có một đại đội thôi. Nằm xuống. Tiểu quan, có. Nhiệt tình xuống máy đó cho tôi. Xông lên. Yểm hộ tay bắn tỉa đi. Lưu xuống máy. Lưu xuống máy. Đừng có giả chết. Uống nhiều quá rồi à. Dậy ngay. Lựu đạn. Áp chế pháo quả của kẻ địch đi. Xông lên. Tiếng súng gần hơn rồi. Bọn họ đã xuyên qua phòng tuyến số 1. Quang, bắn hạ đi. Có pháo đài ngầm, không hạ được. Mã đại chủy, có, lên đây. Bắn hạ pháo đài ngầm đó cho tôi. Đại chủy, nhanh lên. Nhanh lên. Các anh em, xông lên. Tiến vào phòng tuyến thứ hai rồi. Tường người, nhanh lên. Đi thôi, nhanh lên. Nhuệ khí của đám bát lộ quân đó cũng đến lúc dừng được rồi. Xông lên. Có khu mìn. Lính gỡ bơm, lên, yểm hộ cho tôi. Bộ đội gỡ bơm.
bọn họ bị khu mìn bao vây rồi. Với tình hình hiện tại, bọn họ sẽ không lại gần cầu số 3 được đâu. Đừng có đắc ý Nagasawa. Takeo sẽ luôn chọn những lúc mà anh lơ là mất cảnh giác nhất để thừa cơ đấy. Nhanh chóng tìm vị trí bắn tỉa có lợi nhất đi. Tôi biết rồi. Takeo, tôi đang đợi anh đây. Ra đây đi. Tiếng len keng này nghe hay thật đấy. Trương Tam chạy đi đâu rồi? Chỉ có nửa cái ống nhòm, chẳng nhìn thấy gì cả, tức chết mất. Tình hình thế nào rồi? Tôi bố trí xong hết cả rồi. Anh xem, đại đội 7 đang ở đây, đại đội 8 thì ở đây, sẵn sàng tiếp ứng cho đại đội 6. Xe lửa sắp lên cầu rồi nhỉ? Theo thời gian mà suy đoán thì chắc là sắp rồi. Alo, tôi đây. Ừ, được, được, được. Tôi nói anh nghe, các anh nhanh nhẹn lên đấy nha, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho đại đội 6. Sắp tới rồi à? Ừ, vẫn còn 15 phút nữa, xe lửa sắp đi ngang cầu số 3 rồi. Đại đội trưởng, xe lửa tới rồi. Tiểu đội 3, theo tôi xông lên, rõ, xông lên. Cẩn thận. Bọn họ điên rồi sao? Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. Hoàng Nhi, bắn hạ xe bồn cho tôi. Đại đội trưởng, xa quá, đạn xuyên giáp không bắn tới được. Xe lửa đi vào đường hầm rồi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi.
lão cửu đắc thủ rồi. Ba viên đạn xuyên giáp, một phát ăn ngay, chắc là được phê chuẩn rồi. Ôi trời, nhìn thấy mình rồi, hắn ở trên cầu, đuổi theo. Trung tá, trung tá, trung tá. Tướng quân, Sanada Pio đang ở đâu? Bảo cậu ta tới đây gặp tôi ngay. Đang đuổi theo kẻ đã phá hủy xe lửa. Khốn kiếp, các cậu nhiều người như vậy cũng không trông chừng nổi một chiếc xe lửa. Đúng là nỗi nhục của quân nhân đế quốc. Vô cùng xin lỗi, tôi sẽ lệnh cho bộ đội ngay. Chuẩn bị qua sông, đợi chút. Người này bắn súng xuất quỷ nhập thần, chúng ta không thể tổn thất được nữa. Nhưng trung tá Sanada đang cần chúng ta chi viện. Dùng pháo đi. Tướng quân, bộ đội của chúng ta gặp phải một đám quân cộng sản, pháo cối vẫn chưa đưa tới kịp. Chết tiệt, một đám quân cộng sản lại cản được người của chúng ta ư? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi xin lỗi, đám người Trung Quốc đó sở trường đánh giả chiến. Cậu tập hợp một nửa binh lực quay về đó đi, chi viện Sanada đi. Nửa còn lại thì ở lại đợi pháo cối. Rõ. Thánh chiến đánh đến giờ, người Trung Quốc chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc. Nhưng quân nhân đế quốc không thể tổn thất được nữa. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, có người Nhật đuổi theo phía sau. Còn cách bao xa? Chỉ cần đây thôi. Lão Tề, mau đưa mọi người đi đi. Đi thôi, nhanh lên. Em đi với bọn họ đi. Nhanh lên, mau đi đi, mau lên. Đi thôi, đi thôi. Chú ý yểm hộ. Sao thế cửu nhi? Sao thế? Có chuyện rồi. Tản ra. Kẻ địch đang ở hướng 1 giờ của chúng ta. Hình như họ phát hiện ra chúng ta rồi. Cửu Nhi, thế nào? Xa quá, đạn không bắn tới được. Bình thường bảo anh học thì không học đâu. Bảo đọc sách anh không chịu nghe, chỉ có thể mò được thôi. Anh xem, lại mò rồi chứ gì. Sao em lại về đây? Bảo em đi rồi mà, em không đi. Tức chết anh rồi. Vị trí thế nào? Kẻ địch đang ở hướng 1 giờ của chúng ta, nhưng mà khoảng cách xa quá. Có thể tiến lên một chút được không? Không được.
Vừa nãy chúng ta không quan sát thấy các vật yểm hộ khác, bây giờ xuất hiện thì quá nguy hiểm. Nghe đi, hướng gió 54 lệch về trái, chỉ hướng 42 độ lệch 7. Em còn biết cái này nữa sao? Còn không xem là ai dạy cô ấy? Cô ấy đã dịch tờ hướng dẫn mà Ryozuki Hane đã viết, cũng không phí công. Còn nữa không? Hết rồi. Khoảng cách thì sao? Anh hỏi em khoảng cách thì sao? Xa tới như vậy đạn bắn không tới. Em tính ra mấy thứ đó thì có ích gì cơ chứ? Phù trường thanh thế, hắn căn bản không bắn tới chúng ta được. Nhưng hiện giờ bất luận là ai tiến lên đều sẽ trở thành bia bắn của đối phương. Cửu Nhi, hay là bắn vài phát đi để tính điểm bắn, được không? Không được, bắn hai phát rồi đối phương sẽ biết tính thực hư quanh. Sư phụ anh ấy đã chết như vậy đấy. Xem ra bọn họ không dám tiến lên rồi. Đạn không đợi được đâu. Tiên hạ thủ chi cường. Nhưng mà trung tá, người này rất xảo trá, lỡ đó là một cái bẫy thì sao? Không thử thì sao biết được? Tạc Cửu, giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, chỉ có hận thù mà thôi. Tôi thua được. Nhìn thấy chưa? Nóng lòng rồi kìa, không đợi được nữa rồi. Bảo với mọi người, tất cả đứng yên. Lý Nhàn Thục, nhất là em đấy, ở yên đó cho anh. Em biết rồi, anh xin em đấy đứng yên đó đi. Khoảng cách không đủ. Với khoảng cách này, muốn bắn trúng hắn, chúng ta phải kéo gần thêm 50 mét nữa. Vậy để tôi tiến lên thêm một chút. Trung tá, tôi đã nói rồi, tôi đã nói rồi, phía trước không có vật yểm hộ nào khác, như vậy vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ được nhiều vậy đâu. Trung tá, cứ để tôi tìm thử xem có điểm bắn tỉa nào thích hợp hơn không đi, được không? Hôm nay bất luận thế nào cũng không được để hắn chạy thoát. Thiếu tá, bộ đội pháo binh sẽ tới ngay. Anh đưa pháo binh qua sông, rồi vòng qua từ bên đó đi. Rõ. Đi theo tôi. Rõ. Hành động. Đại đội trưởng, người Nhật sắp qua đây rồi. Cái gì? Pháo binh của bọn họ sắp qua đây rồi. Cái số tôi kiểu gì vậy chứ? Sớm biết không chắc chắn như vậy, trước khi đi đã nói với Trương Sảo Nhi thêm vài câu thì tốt biết bao. Tôi hỏi anh như vậy, được rồi, anh nói ít thôi. Em đang tính đây này. Hay là thế này đi, chúng ta dùng người làm vật yểm hộ, chắn đạn để tiến lên. Khoảng cách vừa đủ thì bắn hạ hắn luôn. Người bà nói đó là ai? Thì tôi đấy. Tôi thịt dày, anh có thể đừng liều mạng như vậy được không? Toàn nghĩ mấy trò chết chóc thôi. Thứ Nhi, lau mồ hôi cho anh. Mũi anh ngứa quá. Mũi anh, nhanh lên. Được rồi. Không kịp rồi, Cửu Nhi, cứ làm theo lời tôi đi. Làm gì vậy? Cửu Nhi, tôi khó thở quá đấy. Buông ra. Cửu Nhi, được rồi, tôi thừa nhận. Đây không phải là chưa thốt được chưa? Cậu buông ra đi. Lúc tôi đi, Dương Sảo Nhi nói với tôi. Dương Sảo Nhi đã nói với tôi, nếu lần này cậu có thể sống sót trở về, sẽ đồng ý lấy cậu. Đi theo tôi.
Đại đội trưởng, anh có bị thương không? Để tôi xem nào. Không có lỗ nào hết. Anh có biết là anh làm như vậy có hậu quả gì không? Còn dám làm vậy nữa không? Sau này không dám, không dám nữa đâu. Cửu Nhi, nhìn xem khoảng cách đã đủ chưa? Phí công rồi. Sao thế? Hắn trốn phía sau xe rồi. Vị trí của họ hiện giờ thế nào? Hắn đang ngắm chuẩn. Sao bộ đội của chúng ta còn chưa tới vậy chứ? Anh, anh nhìn bên phải kìa, có một hòn đá, anh thấy không? Cái cây lớn với cái cây nhỏ đó, có nhìn thấy viên đá ở giữa không? Anh thấy rồi. Đạn của anh có thể cắt được vào góc bên phải của hòn đá đó không? Có thể chứ. Cắt được mảnh đến đâu? Muốn mỏng bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy là được rồi. Em mau nói đi, ý em là sao? Dòng gió nhiều làm gì? Khi đạn cắt vào góc phải của viên đá kia, đá sẽ bay đi đâu? Anh hiểu rồi. Tứ Nhi, em giỏi lắm. Em đang đội mũ đấy, làm màu chút thôi. Honey, phù hộ cho anh nha. Hôm nay không phải hắn chết thì là anh chết. Hôm nay chỉ có thể có một người rời khỏi chiến trường được thôi. Trung tá, anh ơi, tin rằng vào lúc này thời tiết ở Đông Bắc đã bắt đầu ấm lên rồi. Dạo này sức khỏe anh thế nào? Hoa anh đào màu hồng có phải đã nở rộ khắp nơi rồi không? Lúc rời xa anh, em từng nói rằng em muốn làm một con chim ưng. Nhưng khi chính mắt nhìn Yuichi và Kenji, Nakawa, Okazaki, còn cả Ryozuki Hane nữa lần lượt chết đi trước mắt em, em biết mình cùng lắm chỉ là một con gà nổi giận mà thôi. Yamato và Sanada từng là cái tên khiến em vô cùng sợ hãi, giờ đã bị phẫn nộ thay thế mất rồi. Anh à, xin hãy tha thứ cho sự bướng bỉnh của em. Nhưng nếu em cứ như thế mà rời đi, em sẽ mãi mãi không thể hiểu được rốt cuộc chiến tranh là gì. Hy vọng lần sau khi em bóp cò, Thiên Hoàng có thể chỉ dẫn cho em. Chúc anh sức khỏe an khang, em trai ngu ngốc. Chiêu này của cậu được đấy, rất xuất sắc luôn. Sau khi lãnh đạo phân khu nghiên cứu, đã xin tổng bộ Bắc Lộ quân phê chuẩn cho các anh danh hiệu trung đoàn chiến đấu tiêu chuẩn. Cảm ơn thủ trưởng đã động viên. Còn nữa, biểu hiện của Trương Tam rất tốt, công không nhỏ đâu, phải. Nếu không có cậu ấy, hậu quả rất khó lường, phải. Chúng tôi đã báo công đầu cho cậu ấy, các anh thấy sao? Cảm ơn thủ trưởng đã động viên, không có gì, cảm ơn tư lệnh. Còn nữa, bảo cô ta chuẩn bị tham gia cuộc họp báo cáo anh hùng. Tư lệnh, sao thế? Thằng nhóc đó đánh trận thì giỏi, chứ không ra dáng chút nào đâu. Ý anh là sao? Xin công đầu cho cậu ta thì chúng tôi ủng hộ rồi. Chúng tôi vui còn không kịp nữa là, nếu như bảo cậu ta lên sân khấu. Phải đấy, có phải cậu ta phải lên sân khấu báo cáo không? Cuộc họp báo cáo tấm gương anh hùng, cậu ta lại không lên báo cáo công tác sao? Mỗi lúc một ý, để cậu ta lên sân khấu là không ổn đâu. Chuyện này không ổn, anh nghĩ cách đi, đừng để sai sót gì đấy.
không nghĩ ra cách được đâu. Thử nghĩ xem, cuộc họp báo cáo tấm gương anh hùng mà anh hùng không lên báo cáo, mà tấm gương anh hùng không lên báo cáo thì họp hành kiểu gì? Nói cũng phải, lạ thật đấy. Trình độ văn hóa thế nào? Cậu ta không có văn hóa. Không có văn hóa ư? Tìm vài người dạy cậu ta nói đi. Thủ trưởng quân phân khu kính mến. Thủ trưởng phân quân khu kính mến. Thủ trưởng quân phân khu kính mến. Thủ trưởng quân phân khu kính mến. Anh đọc lại từ đầu một lượt cho em nghe đi được không? Có phải là lần này anh nói tốt rồi sẽ có thể được nghỉ một lát không? Thủ trưởng quân bộ khu. Không đúng. Kính cái gì ấy nhỉ? Quân phân khu. Các thủ trưởng phân bộ khu kính mến. Thủ trưởng phân quân khu. Thủ trưởng phân quân khu. Đúng rồi. Em nói xem đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh tự mình học một lát được không? Lãnh đạo quân phân khu kính mến. Quý chiến hữu, quý đồng chí, quý bà con. Tôi đứng ở đây với một tâm trạng vô cùng kích động. Thay mặt cho toàn thể chiến sĩ, thay mặt cho toàn thể chiến sĩ của Trung đoàn 4, kể cho mọi người nghe một nhân vật tiên tiến trong chiến đấu. Tôi, Trương Tam. Hôm nay, đại hội biểu dương tấm gương anh hùng của phân quân khu chúng ta. Bây giờ xin mời Triệu Tư lệnh lên phát biểu. Vỗ tay, hay lắm, hay lắm. Trong trận chiến lần này có rất nhiều sự tích anh hùng đã xuất hiện, cũng như đại diện kiệt xuất. Họ là tài sản quý giá của quân đội ta, cũng là hậu thuẫn vững chắc của nhân dân. Sau khi lãnh đạo quân phân khu quyết định, hy vọng các chiến sĩ có thể học tập họ, lấy bọn họ làm gương. Tôi nói xong rồi. Hay lắm, hay lắm. Sau đây xin mời tấm gương anh hùng của chúng ta lên phát biểu. Đồng chí Trương Tam có ở đây không? Đồng chí Trương Tam, nhìn gì mà nhìn? Trung đoàn trưởng gọi Trương Tam kìa. Cậu là Trương Tam đấy. Trương cái gì, mau gọi đi. Trận chiến lần này, đồng chí Trương Tam đã có biểu hiện vô cùng anh dũng. Hoan nghênh cậu ấy lên giới thiệu cho mọi người về kinh nghiệm chiến đấu. Hoan nghênh. Hay lắm,